Núi lửa Tonga tiếp tục phun trào. Trung tâm khuyến cáo bụi núi lửa Darwin có trụ sở ở Darwin, Australia ngày 17 tháng 1 thông báo đã ghi nhận thêm một vụ phun trào lớn của núi lửa tại Tonga hai ngày sau vụ phun trào lớn gây ra các trận sóng thần ở khu vực Thái Bình Dương. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cũng cho biết đã có những cơn sóng lớn trong khu vực và có thể do một vụ phun trào khác của núi lửa tại Tonga. Tuy nhiên, cơ quan trên không ghi nhận trận động đất có quy mô đáng kể gây ra đợt sóng này. Núi lửa Hunga Haapai của đảo quốc Tonga ngày 14 tháng 1 đã phun trào cho bụi, hơi nước và khí độc vào không khí. Theo trang tin Matagi Tonga Online của Tonga, ngọn núi này nằm cách Nuku'alofa 65 km về phía bắc đã phun trào liên tục từ sáng cùng ngày, tạo ra cột cho bụi cao hơn từ 5 đến 20 km so với mực nước biển và có thể quan sát được từ nhiều hòn đảo khác ngoài đảo Hunga Haapai. Đợt phun trào cũng phát ra những tiếng nổ lớn có thể nghe thấy từ Fiji, cách đó hơn 800 km. Người đứng đầu Cơ quan Nghiên cứu Địa chất của Tonga, Taniel Nakula, cho biết vụ phun trào trên có thể gây thiệt hại trong bán kính 260 km, mạnh hơn khoảng 7 lần so với vụ phun trào trước đó của núi lửa Hunga Ha'apai hồi cuối năm ngoái. Sau đó, núi lửa này tiếp tục phun trào hôm 15 tháng 1, gây ra đợt sóng thần cao khoảng 1,2 mét ập vào thủ đô Nuku'alofa của Tonga. Hiện chưa có thông báo về tình hình thương vong và thiệt hại, sau những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều tuyến đường ven biển bị ngập nước, xe cộ bị cuốn trôi. Quốc vương Tonga và người dân nước này đã nhanh chóng sơ tán đến những khu vực cao hơn sau khi nước biển tràn vào thành phố. Khắp đảo chính Tonga Tapu ghi nhận nhiều khu vực mất điện, liên lạc bị gián đoạn. Một quan chức cho hay cần khoảng 2 tuần để nước này khôi phục đường dây Internet. Hàng loạt quốc gia ở Thái Bình Dương đã phát đi cảnh báo sống thần sau vụ phun trào hôm 15 tháng 1, trong đó có Mỹ, New Zealand và Canada cơ quan khí tượng nhật bản cũng cho biết sóng thần đã tràn vào bờ biển nước này cơ quan khí tượng nhật bản kích hoạt cảnh báo sóng thần và phát đi những bản tin liên quan đồng thời hối thúc các cư dân di chuyển đến những nơi cao hơn hiện cơ quan này đã dỡ bỏ tất cả các cảnh báo và khuyến cáo về sóng thần